Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 18:30 tối nay, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu ra quân trong hành trình chinh phục chức vô địch AFF Cup. Muốn vượt qua đội tuyển Myanmar thì bên cạnh việc phải vượt qua áp lực từ các khán đài, thầy chọn viên Nguyễn Hữu Thắng cần có nền tảng thể lực thật tốt bởi các cầu thủ Myanmar nổi tiếng là bền bỉ. Và những chia sẻ của chuyên gia thể lực Forken phần nào khiến người hâm mộ an tâm. Chúng tôi đã tập luyện cùng nhau trong khoảng thời gian dài, từ 24 tháng 9 tới nay. Đó là quãng thời gian đủ để chúng tôi làm được nhiều việc, rèn luyện qua các bài tập thể lực để từ đó giúp cho các cầu thủ có được nền tảng sức mạnh tốt. Trường hợp của Tuấn Anh rất đáng tiếc. Tôi biết tất cả những gì liên quan tới chấn thương của Tuấn Anh và thực sự cậu ấy không thể tập luyện cùng với đội. Đó là chấn thương cần phải nghỉ ngơi cho dứt điểm trước khi trở lại với bóng đá. Chắc chắn là chúng tôi biết các cầu thủ Myanmar rất mạnh mẽ. Tuy nhiên với những gì mà các cầu thủ thể hiện thì tôi tin họ hoàn toàn sung mãn và sẵn sàng cho trận đấu. Với những chia sẻ của chuyên gia thể lực Martin Forken thì chúng ta có thể hy vọng vào một màn trình diễn ấn tượng của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu ra quân. Cuộc so tài giữa thầy chọn viên Nguyễn Hữu Thắng và đội tuyển Myanmar sẽ diễn ra vào lúc 18:30 tối nay và được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6.